Nhân xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay thì Nhân sẽ chạy vòng vòng và giới thiệu cho cả nhà mình một lô đất. Với cái diện tích là ngang 4 dài 14 nha cả nhà. Sổ hồng riêng thì đã có sẵn rồi. Mua bán thì mình sẽ công chứng sang tên liền. Bây giờ là từ cái vị trí của công viên 7 kỳ quan thế giới, và Nhân đang ở cái trục đường KT11, tức là đường kênh nha cả nhà. Đây là cầu An Khê này. Mình sẽ chạy trên một trục KT11 này để Nhân sẽ quẹo vào lô đất cho cả nhà mình hình dung nó rõ hơn nha. Đường D19 nha cả nhà. Đường D19 thì mình sẽ rẽ phải đi vào. Khu vực này thì dân ở rất là đông rồi cả nhà. Với lại cái mật độ xây dựng cũng đang rất là nhiều. Rồi chỉ cần là ở đây là mình sẽ đi thẳng vào lô đất này. Cái lô đất của mình là lốc H3 và lô số 23 nha cả nhà. Nhân sẽ đi vào đúng cái vị trí luôn của lô đất. Rồi trước mắt của cả nhà mình là vị trí của lô đất á. Nó sẽ từ cái cột mốc bên đây còn sẵn, và mình qua tới cái cột mốc bên đây là 4m. Mình sẽ sâu vào 14m nha cả nhà. 14m thì nó sẽ bằng với đâu đích với cái căn nhà này. Nó như ở đây là đây có một cái căn nhà như cả nhà mình thấy nè. Là cái diện tích của nó là ngang 4 và 14 đó cả nhà. À, cái đường trước đất của mình nó là 6m lòng đường và vỉa hè hai bên mỗi bên 2m nữa, thì tổng cộng là cái đường của mình trước đất là 10m nha cả nhà. Hiện tại thì cái lô đất này là anh chủ đất kêu với cái giá là 690 triệu. Ở đây thì mình cả nhà mình thấy có một cái công viên ở đây nè cả nhà. Cái lô đất của mình thì nó cách cái công viên này khoảng chừng 30m thôi. Và cái vị trí của cái lô đất của mình thì nó thuộc là hướng Tây nha cả nhà. Nó như cả nhà mình thấy là bên đây là H324 nè, của mình là H323. Nó đối diện của cái lô đất của mình. Rồi bây giờ Nhân sẽ dẫn cho cả nhà mình, cho cô chú anh chị đi vòng vòng để mình tham quan cái khu vực cũng như là cái mật độ dân sống ở xung quanh lô đất của mình nha. Để cho mình hình dung nó rõ hơn. Và như cả nhà mình thấy là hồi nãy là mình từ ở ngoài kênh du lịch Sông Trăng đó, thì mình rẽ bên tay phải là mình chạy thẳng vào cái lô đất của mình. Còn ở phía sau này, sau cái bảng này cả nhà, thì nó là cái quỹ đất của bên Cát Tường, công ty Cát Tường sẽ mở rộng. Ở đây là một cái lốc nhà phố của bên công ty xây, và công ty đã bán hết rồi nha cả nhà. Nói như cả nhà mình thấy không, bên này cũng dân ở rất là đông. Thì Nhân chạy ra phía sau này là chủ yếu để cho cả nhà mình thấy là ở phía sau mình vẫn còn dân ở nữa, chứ không phải là vắng nha cả nhà. Dân ở rất là đông luôn. Đó, lô đất mình nằm tuốt ở trong kia ha. Mà ngoài đây nè, ở phía sau mình nè.
dân ở đông kín hết luôn. Đó, ở đây có thêm một cái công viên nữa nè cả nhà. Công viên này buổi tối thì bên chủ tư Cát Tường bật đèn lên nhìn cũng rất là đẹp. Còn bên đây là có rất là nhiều nhà. Ở đây là cuối dự án luôn nè cả nhà. Ở đây cuối dự án đó. Nhưng mà cả nhà mình thấy cái mật độ xây nhà ở đây nó cũng rất là kinh khủng. Và người ta, một số là người ta xây để người ta đón đầu cái khu mở rộng này. Tại vì cái thông tin của cái khu mở rộng thì đã có hết rồi. Nó như đây cả nhà mình thấy xây nhà rất là nhiều luôn nè. Cái khu thông tin mở rộng thì có rồi, cho nên những nhà đầu tư người ta cũng tập trung, người ta đổ về đây rất là nhiều để người ta đón đầu nha cả nhà. Một số thì mua đất để đó, còn một số thì người ta mua đất người ta xây nhà người ta bán lại. Rồi bây giờ Nhân sẽ chạy ra ngoài hết Sóc Trăng luôn, ở ngoài đó. Ở trong đây là cũng có nhà đang xây dựng nè cả nhà. Còn ở trong khu này thì hầu như là nhà kín hết rồi. Bây giờ Nhân chạy qua trong nhà. Ở đây là mình nhìn thẳng ra là mình thấy chỗ kênh du lịch Sóc Trăng rồi đó cả nhà. Còn đây là cái khu trong. Nó mặc dù là cái khu ở trong đây mà do là cái diện tích đất của mình đó cả nhà. Trong cái khu này hầu như nó nhỏ nhỏ không à. Nó khoảng 44, 46. Cho nên là ở đây là cái giá nó vừa phải. Thì những cái người dân người ta muốn xây, muốn về ở thì người ta mua đất để người ta xây nhà lên thì nó sẽ dễ dàng và rất là nhẹ nhàng nha cả nhà. Đó, đây là cái chỗ nãy nhưng mà chạy qua. Rồi bây giờ Nhân sẽ chạy quay lại một vòng nữa ngay chân cái vị trí lô đất của mình, thì Nhân cũng sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Rồi, đây. Bây giờ mình nhìn ngắm lại lô đất một lần nữa. Rồi Nhân xin kết thúc video. Nhân cũng cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Và cô chú anh chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để có thể là xem được những video sau nữa. Thì biết đâu là những video sau mình sẽ gặp được những căn nhà hoặc là những cái lô đất mà mình cảm giác là cái vị trí mình yêu thích rồi, và quan trọng nhất là vừa với tài chính của mình, thì lúc đó là cả nhà mình cứ liên hệ với Nhân thì Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cả nhà mình luôn. Còn cô chú anh chị mình muốn ký gửi cho Nhân thì liên hệ với Nhân, số điện thoại là 0909 117 880. Nhân sẽ xuống làm một cái video như thế này cho cả nhà mình. Còn bây giờ cô chú anh chị mình muốn xem những video khác nữa thì mình sẽ bấm vào những video trong màn hình nhé. Nhân xin chào và hẹn gặp lại.